rất vui được gặp lại quý vị trong bản tin hàng hóa thị trường trên kênh FBNC. Trong bản tin kỳ này thì chúng tôi sẽ lần lượt chuyển đến quý vị những thông tin đáng chú ý sau đây. Lại có đề xuất tăng thuế xăng dầu. Tiếp tục áp trần giá sữa trong năm 2015. Như trước hết sẽ là thông tin, Việt Nam tuyên bố hoàn thành hai đàm phán FTA Mở đầu bản tin hàng hóa thị trường tuần này là những tin vui từ các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam tham gia đàm phán. Đến cuối tuần trước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã chính thức ký kết tuyên bố chấm dứt giai đoạn đàm phán hiệp định thương mại tự do giữa hai nước. Vào ngày 10 tháng 12, Việt Nam và Hàn Quốc tuyên bố hoàn thành hiệp định thương mại tự do gọi tắt là FTA giữa hai nước. Với hiệp định này, Việt Nam đã trở thành đối tác FTA thứ 15 của Hàn Quốc. Nội dung của ký kết bao gồm 17 lĩnh vực, với các vấn đề liên quan đến sản xuất dịch vụ và đầu tư. Tuy nhiên cả hai nước đồng ý đưa gạo ra khỏi danh mục do đây là mặt hàng trọng yếu. Theo tờ Yonhap của Hàn Quốc, các doanh nghiệp nước này nhận định đây là cơ hội tốt để cho hàng hóa Hàn Quốc tăng cường sự hiện tại Việt Nam, đặc biệt là trong những lĩnh vực như xe hơi, đồ điện tử, mỹ phẩm. Chỉ sau đó vài ngày thì Bộ Công Thương cũng đã phát đi thông cáo báo chí thông báo hoàn tất quá trình đàm phán hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Hải quan, bao gồm Nga, Belarus và Kazakhstan. Theo Bộ Công Thương, vòng đàm phán cuối cùng của hiệp định trên vừa diễn ra từ ngày 8 đến ngày 14 tháng 12 tại Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Tại vòng đàm phán này, hai bên đã thống nhất ký thông báo về việc kết thúc cơ bản đàm phán. Hai bên sẽ tiếp tục thúc đẩy quá trình trao đổi, tham vấn nội bộ để nhanh chóng hoàn tất những vấn đề kỹ thuật còn lại để có thể ký kết hiệp định vào đầu năm 2015. Bộ Công Thương cho biết khi hiệp định trên có hiệu lực, 80% hàng hóa Việt Nam vào khu vực này sẽ được miễn thuế. Theo ước tính, xuất khẩu từ Việt Nam sang Nga có thể tăng 63%, sang Belarus tăng 41% và sang Kazakhstan tăng 8%. Và cũng liên quan đến các hiệp định thương mại, trong cuối tuần qua, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USS, Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam AmCham và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI đã ký biên bản ghi nhớ thành lập liên minh thuận lợi hóa thương mại Việt Nam, gọi tắt là VTFA. Qua việc thành lập liên minh này, Dự kiến các doanh nghiệp Việt Nam sẽ có thêm một kênh đối thoại thường xuyên với cơ quan hải quan trong việc thực thi các chính sách và thủ tục xuất nhập khẩu. Mục tiêu chính của VTFA là thúc đẩy việc thực hiện các cam kết quốc tế về thương mại và đầu tư mà Việt Nam đã ký với tổ chức thương mại thế giới cũng như các nước trong khối TPP. Trước mắt liên minh này sâu trợ Việt Nam thực hiện mục tiêu cắt giảm thời gian và thủ tục về thuế hải quan đã được chính phủ đề ra hồi đầu năm nay. Có mặt tại buổi ký biên bản ghi nhớ bà Annie Anet quyền giám đốc khu vực châu Á của USS công bố gói cam kết 2,5 triệu đô la cho dự án hợp tác công tư này. VTFA đại diện cho một mô hình hỗ trợ mới của chúng tôi dành cho việc thực hiện hiệp định tạo thuận lợi thương mại của WTO hay TFA. Dự án bắt nguồn từ việc tham gia thực tế cùng cộng đồng doanh nghiệp. Dựa vào kinh nghiệm tiên phong của Việt Nam, chúng tôi dự định sẽ triển khai rộng rãi cho các chương trình thương mại của mình tại nhiều quốc gia đang phát triển. Hình thức hoạt động chủ yếu của VTFA là chia sẻ thông tin thương mại qua các khảo sát về mức độ hài lòng của doanh nghiệp và các buổi đối thoại giữa doanh nghiệp với cơ quan chính phủ, đặc biệt là hải quan. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý về thị trường hàng hóa trong nước, một đề án có tên là tăng cường công tác quản lý khai thác của rừng tự nhiên giai đoạn 2014-2020 vừa được thủ tướng chính phủ phê duyệt nhằm quản lý chặt chẽ khai thác của rừng tự nhiên, ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường. Theo đề án này, từ sau năm 2020 sẽ cấm khai thác gỗ rừng tự nhiên trên toàn quốc, trừ hai địa điểm được chỉ định cụ thể. Đề án của chính phủ quy định sau năm 2020, Việt Nam sẽ dừng khai thác gỗ rừng tự nhiên trên phạm vi cả nước, trừ hai khu vực thuộc tỉnh Công Tâm và tỉnh Quảng Bình, đã được phê duyệt phương án cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững quốc tế và việc khai thác tận dụng trên diện tích rừng sản xuất nhà nước giao cho hộ gia đình cá nhân. Tuy nhiên, hộ gia đình cá nhân chỉ được sử dụng gỗ cho nhu cầu thiết yếu tại chỗ, không được mua bán trao đổi dưới mọi hình thức và khối lượng gỗ khai thác tối đa là 10 mét khối một hộ một lần. Đề án cũng yêu cầu rà soát các cơ sở chế biến gỗ chỉ cho phép hoạt động đối với các cơ sở đúng quy hoạch, có nguồn nguyên liệu ổn định và đảm bảo hệ thống sổ sách đáp ứng cho công tác truy xuất, kiểm soát nguồn gốc gỗ hợp pháp. Hiện Việt Nam còn khoảng 13 triệu hecta rừng. Kính thưa quý vị, sau khi tăng thuế xăng dầu vào ngày 6 tháng 12 vừa qua, Tổng công ty dầu Việt Nam gọi tắt là PVOI lại tiếp tục đề xuất tăng thuế nhập khẩu xăng dầu trước bối cảnh giá xăng dầu thế giới tiếp tục xu hướng giảm. PVOI vừa đề xuất Bộ Tài chính cho tăng thuế nhập khẩu đối với các mặt hàng xăng dầu, đồng thời giữ nguyên giá bán lẻ và mức trích quỹ bình ổn như hiện nay. Như vậy, hy vọng có thể sẽ có lần giảm giá bán lẻ xăng dầu tiếp theo của người tiêu dùng, khó có thể thành hiện thực. Nếu đề nghị tăng thuế nhập khẩu xăng dầu lần này của các doanh nghiệp xăng dầu được Bộ Tài chính đồng thuận, hiện giá xăng dầu thành phẩm trên thế giới đã về mức thấp nhất trong năm năm qua, Tuy nhiên, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu trong nước vẫn chưa được điều chỉnh do các loại thuế, phí đang chiếm hơn 1 phần 3 giá xăng, chiếm 27% giá dầu diesel và chiếm khoảng 28% giá dầu hỏa. Chuyển sang một thông tin về giá sữa trong năm 2015. Bộ Tài chính vừa cho biết là sẽ phối hợp với các bộ ngành địa phương tiếp tục áp dụng biện pháp quy định giá tối đa đối với sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi trong năm 2015 theo chủ trương của chính phủ. Trước khi hết thời hạn áp dụng biện pháp giá trần vào ngày 31 tháng 5 năm 2015, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Y tế, các địa phương và các cơ quan liên quan tổng kết đánh giá kết quả thực hiện biện pháp bình ổn giá và đề xuất biện pháp áp dụng cho thời gian tiếp theo. Bộ cũng sẽ trao đổi thông tin với hải quan các nước xung quanh giá thành phẩm, tiến hành điều tra xác định để kiểm soát tình trạng tăng giá bán bất hợp lý của các doanh nghiệp phân phối. Trần giá sữa dành cho trẻ dưới 6 tuổi chính thức được áp dụng từ đầu tháng 6 năm nay sau khi cơ quan quản lý cho rằng một số doanh nghiệp tăng giá bán chưa phù hợp. Sau khi chính sách này có hiệu lực, giá nhiều sản phẩm sữa trên thị trường đã giảm vài chục ngàn đồng mỗi hộp, có loại thậm chí giảm gần 200 ngàn đồng một hộp. Kể từ ngày 29 tháng 1 đến ngày 8 tháng 2 năm 2015, các siêu thị sẽ vào được bán hàng cao điểm. Theo thông báo của các chuỗi bán lẻ, để phục vụ cho việc mua sắm Tết, siêu thị sẽ mở cửa sớm và đóng cửa trễ từ 30 phút cho đến 2 tiếng đồng hồ so với bình thường. Đến nay, hầu hết các hệ thống phân phối tại thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành việc chuẩn bị lượng hàng tăng gấp 2 đến 3 lần so với ngày thường. Hệ thống Sài Gòn Co-op cho biết, tổng lượng hàng hóa dự kiến cung ứng cho 3 tháng trước trong và sau Tết Ất Mùi 2015 vào khoảng 90.000 tấn. Trong đó, từng nhóm hàng tăng trưởng từ 10 đến 20%, dự kiến tăng cao nhất nằm ở nhóm nước ngọt, bia, trái cây. Trong khi đó, Bixi cho biết, không chấp nhận bất kỳ hình thức tăng giá nào của các nhà cung cấp cho đến tháng 3 năm 2015. Bc cam kết giữ giá đã niêm yết trên danh mục giá kéo dài một tháng. Ngoài ra, giá bán thực tế có thể còn thấp hơn giá niêm yết trên danh mục. Còn siêu thị Lotte Mart đã chuẩn bị cho mặt hàng phục vụ Tết như thịt, giò chả, rau củ quả, các loại bánh mứt truyền thống v.v. Đối với các mặt hàng tươi sống, cá, thịt, Lotte chuẩn bị lượng hàng vừa đủ tiêu thụ trong ngày để đảm bảo chất lượng, hạn chế hàng tùng. Theo dự báo của tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Thế giới, gọi tắt là FAO, Việt Nam sẽ giữ vị trí là nước xuất khẩu gạo đứng thứ hai trên thế giới đến năm 2020. Tuy nhiên, theo các phân tích của giới chuyên gia tại hội thảo Tương lai cho ngành lúa gạo Việt Nam mới đây tại Cần Thơ, việc sản xuất lúa gạo đang gặp nhiều thách thức, nhất là những ảnh hưởng từ biến đổi khí hậu. Theo ông Lê Văn Bảnh, Viện trưởng Viện lúa Đồng bằng sông Cửu Long, tương lai ngành lúa gạo Việt Nam còn gặp nhiều thách thức như thiếu một giống lúa có năng suất và chất lượng cao mặt bằng trình độ sản xuất, kỹ năng và kỹ thuật chưa cao, hệ thống bảo quản, chế biến lương thực còn nhiều bất cập. Trong những năm gần đây, năng suất lúa còn bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ các rủi ro thiên tai do biến đổi khí hậu. Chúng ta đã có những cái đảm bảo an ninh lương thực xuất khẩu nhưng mà hiện nay là trong sản xuất lúa gạo rất là nhiều rủi ro, đặc biệt là biến đổi khí hậu, rồi, rồi khô hạn, ngập mặn, rồi xâm nhập mặn, rồi có nhiều cái thứ rồi thiên tai, rồi nhân tai, rồi có thể người ta đắp những cái đập, rồi cản trở nước nôi rất là nhiều thứ. Do đó chúng ta làm sao ừ, ứng dụng cái khoa học công nghệ vào mà nghiên cứu các giống lúa mà làm sao cho nó năng suất cao, có chất lượng tốt. Tuy nhiên các chuyên gia cũng chỉ ra rằng quy mô sản xuất nhỏ lẻ đang cản trở việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào lĩnh vực nông nghiệp tại Việt Nam. Trong phần 2 của chương trình, chúng tôi sẽ mang đến những thông tin đáng chú ý sau đây. Giá dầu đến cuối tuần qua đã giảm đến mức thấp nhất từ giữa năm 2009. Phó Chủ tịch Korean Air xin lỗi người dân Hàn Quốc sau vụ đuổi tiếp viên hàng không.